Chào mừng quý vị đã quay trở lại chuyên mục TV Show của kênh P Vlog. Quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Thanh xuân có bạn mùa 3, Lisa nghiêm khắc trở lại cùng câu nói mới gây ám ảnh không kém John Mottram. Nhờ sự chỉ bảo của Lisa mà các thí sinh thanh xuân có bạn mới có sự tiến bộ hơn rất nhiều. Trong những tập đầu của thanh xuân có bạn mùa 3, Lisa luôn nhẹ nhàng động viên các thí sinh, khiến nhiều người quên mất cô vô cùng nghiêm khắc và cầu toàn. Đến hai tập mới nhất, khía cạnh này của Lạp lão sư mới có dịp bộc lộ khi cô huấn luyện các thực tập sinh trong nhóm vũ đạo của mình, chuẩn bị cho màn trình diễn thuộc vòng đánh giá vị trí. Lisa liên tục lặp lại câu nói again. Bên cạnh sự trở lại của câu nói one more time quen thuộc thì Lạp lão sư còn khiến các học trò kinh hồn bạt vía bởi câu nói again được lặp đi lặp lại. Cụ thể, khi hướng dẫn cho nhóm thí sinh trình diễn tiết mục xa vào nguy hiểm, Lisa không mấy hài lòng. Vì hôm nay trình diễn rồi mà nhóm này nhảy vẫn sai, cô nghiêm khắc răn đe. Nếu không nhảy đúng thì không được tan học, đồng thời lặp đi lặp lại câu again làm lại đi. Lisa không hài lòng mấy khi thấy học trò nhảy sai. Sau một hồi được Lisa chỉ dẫn, nhóm thí sinh này cuối cùng cũng đã có thể làm tốt được màn trình diễn của mình.